Tử vi tuổi Ất Dậu 1945, tháng 8 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch. Chắc hẳn quý gia chủ tuổi Ất Dậu 1945 đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 8 sẽ như thế nào. Xin chúc mừng quý vị, tháng 8 là một trong những tháng cực kỳ may mắn của con giáp trong năm 2021. Sau bao năm cực khổ thì bây giờ cũng là lúc gia chủ tuổi Ất Dậu vận lên như diều gặp gió, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn của dịch bệnh. Phần gia đạo của tuổi này có cực kỳ nhiều điều tốt, gia đạo yên ấm, bình an. Đặc biệt tháng 8 âm lịch được yên tâm về gia đạo. Đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ, khiến cho nhiều người xung quanh phải ghen tị và cúi đầu ngưỡng mộ. Cho dù gặp phải cảnh đổ vỡ giữa trường vì hoàn cảnh tác động, nhưng từ nay trở đi thì có thể phát triển một cách nhanh chóng và không ngừng dù đã ở độ tuổi quá trung niên. Sự nghiệp tháng 8 sẽ thâu được kết quả, tiền bạc làm ra nhiều nhưng lại hao hụt vì nhiều sự cố bất ngờ. Nhìn chung về sự nghiệp và tiền bạc có thể tạo được dễ dàng và nhanh chóng. Tháng 8 được quý nhân phù trợ nên gia chủ có gặp những vấn đề trong cuộc sống cũng sẽ được hóa giải. Vậy nên, những người này cần phải nắm bắt thời cơ, đừng để vụt mất cơ hội. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng theo dõi video. Và mọi người đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để luôn ủng hộ chương trình và nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí, nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên, người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng là điểm yếu, lấy đi rất nhiều cơ hội của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ trừ tín, bí mật, nhưng họ thường đi phê phán, đánh giá người khác, thẳng tính nên hay làm mất lòng người khác, đi dèm pha, nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, không chịu nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên nhiều fan còn lận đận. Trong tháng này, sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc, nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mong muốn. Tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Các mối quan hệ đều bình ổn nhờ nhân duyên tốt đẹp, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, hòa thuận là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Có điều trong tháng này, làm gì đương số cũng phải chủ động, suy nghĩ tích cực hơn mới dễ thành. Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên được gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 cần cẩn trọng hơn trong mọi công việc. Ở độ tuổi này, gia chủ sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù chỉ là những xây sát nhỏ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tay lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình,
kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Đa phần tuổi Ất Dậu đều đang an nhàn hưởng tuổi già. Nếu vẫn còn làm việc, mọi thứ suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này, mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể được quý nhân phù trợ, đặc biệt trong các dự án hợp tác về bất động sản hoặc các chính sách hỗ trợ xã hội. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong năm 2021, đó có thể là nguồn lợi nhuận quý gia chủ nhận được khi thực hiện dự án bất động sản, trúng số, được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính. Có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, trong tháng này, gia chủ cũng có mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang, đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi của gia chủ, tiền bạc hay của cải không còn quan trọng, nên việc chi tiêu cũng không còn quá tàn tiện. Gia chủ đã vất vả, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và những vui thú tuổi già. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lục tài, trong tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Dậu được cải. Theo phong thủy Gia Cát, trong tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Dậu được cải thiện khá rõ, ít ốm đau hay mắc bệnh do trái gió trở trời. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt nhờ hợp thầy, hợp thuốc. Tháng này, thời tiết cũng đã mát mẻ hơn, không còn gay gắt như thời gian trước. Điều này rất có lợi cho sức khỏe của gia chủ. Gia chủ hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động đúng độ tuổi, đừng quên các buổi khám định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cũng cần cẩn thận hơn, chỉ một chút không may mắn dẫn đến ảnh hưởng nhỏ cho sức khỏe của gia chủ thì cũng rất khó hồi phục. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ tuổi Ất Dậu, sinh năm 1945. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để đem lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Ất Dậu, sinh năm 1945. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp, nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Nếu đang sống đơn thân, tuổi Ất Dậu có cơ hội gặp được người khác phái, vun đắp tình cảm ấm áp lúc tuổi già. Có thể ở tuổi này, tình yêu không còn quan trọng, nhưng cũng là chút niềm vui an ủi tuổi về già. Quý vị thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Ất Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tị, tuyệt dần. Đối với người tuổi Ất Dậu tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8 năm 2021, tức ngày 16 tháng 9 năm 2021 dương lịch, nạp giáp, đinh mão, nạp âm, lô trung hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, kỷ mão, nạp âm, thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch 11 tháng 8, tức ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có được những kiến thức hữu ích hơn nữa để từ đó tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều điều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn lại để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước, tiến lên, vượt qua được thử thách, hoàn thành được sứ mệnh của bản thân mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.